thưa quý vị và các bạn, trong những năm qua, cùng với việc hỗ trợ của chính quyền địa phương, sự đồng hành của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Vĩnh Phúc, đến nay đời sống của người dân đã thay đổi rõ rệt, tỷ lệ hộ nghèo giảm, nhiều gia đình đã vươn lên phát triển kinh tế và làm giàu chính đáng. Từ xưa đến nay, người nông dân Vĩnh Phúc đã quá quen thuộc với ngân hàng có tên gọi Agribank. Đồng vốn của Agribank chi nhánh tỉnh Vĩnh Phúc đã vươn tới mọi miền quê để đồng hành cùng người nông dân, đặc biệt là những người nông dân khó khăn, có ý chí vươn lên, phát triển sản xuất, làm giàu trên chính mảnh đất quê hương mình. Gia đình mình và công ty thì cũng là sản xuất chuyên về cái ngành đồ gỗ. Thì cũng có vay trong ngân hàng nông nghiệp, cũng tạo điều kiện cho vay vốn để đầu tư vào vật liệu sản xuất hàng hóa, rồi máy móc, rồi cũng vay vốn một vài năm gần đây thì cũng sản xuất thì cũng rất là tốt. Đến tham quan mô hình chăn nuôi bò sữa của gia đình chị Nguyễn Thị Vinh ở xã Vĩnh Thịnh, huyện Vĩnh Tường, chúng tôi không khỏi ngỡ ngàng bởi kinh tế của gia đình chị. Từ hộ gia đình có đời sống kinh tế gặp nhiều khó khăn, đến nay gia đình chị đã trở thành nông dân sản xuất kinh doanh giỏi tại địa phương. Nhờ ngân hàng phát triển Agribank cung cấp vốn cho gia đình tôi, thì tôi phát triển có ngày hôm nay. Thì tôi rất cảm ơn ngân hàng Agribank đã đồng hành với gia đình tôi để cho tôi phát triển kinh tế. Và tôi sẽ cố gắng hơn nhiều nữa để tôi có nguồn thu và vốn để trả dần cho ngân hàng Agribank. Sau khi người dân tiếp cận được vốn thì đầu tư vào sản xuất chuồng trại, phát triển đàn bò. Có những hộ bây giờ là đàn bò lên tới 4-50 con, mang lại cái lợi ích rất lớn cho người dân Vĩnh Thịnh, giúp xóa đói giảm nghèo và vươn lên phát triển làm giàu. Nhiều cái hộ gia đình, cái thu nhập của người dân từ chăn nuôi bò sữa là bình quân từ 20 đến 50 triệu. Cá biệt có những hộ lên tới 100 triệu một tháng. Bên cạnh đó, từ một hộ chăn nuôi nhỏ lẻ, nhờ nguồn vốn vay ưu đãi gần 5 tỷ đồng của Agribank chi nhánh huyện Tam Dương, anh Nguyễn Quang Đạt ở xã Đậu Tú đã quyết định mở rộng quy mô chăn nuôi theo quy mô công nghiệp. Gần 1.000 m2 chuồng trại được đầu tư hiện đại đang được anh Đạt chuẩn bị hoàn thành để nâng quy mô chăn nuôi của gia đình anh lên đến gần 14.000 m2 chuồng trại với tổng số chăn nuôi trên 5 vạn gà đẻ trứng. Với số trứng thu hàng ngày gần 40.000 quả, trừ chi phí anh Đạt thu về gần 500 triệu đồng một tháng. Không có ngân hàng nông nghiệp thì báo cáo anh chị là cũng không thể phát triển được như thế này. Vì một nguồn vốn một chuồng trại nó rất là lớn. Mà bây giờ tiền mà mình không thể có tiền được, phải bắt buộc phải có những cái nguồn vốn khác, mà trong đó có ngân hàng nông nghiệp đã tạo điều kiện để cho vay những cái chính sách ưu đãi để mà phát triển kinh tế, và những cái nguồn vốn vay cũng tương đối là cũng ổn định. Còn thì tới đây thì cũng rất muốn để mà muốn phát triển thêm, để mà mở rộng thêm về quy mô, thì cũng làm sao có ngân hàng nông nghiệp có chính sách nào để mà cho được hỗ trợ vay thêm được để mà phát triển thêm nữa, thì rất mong muốn của trang trại là như thế. Với nhiệm vụ là cầu nối đưa nguồn vốn tín dụng đến với người dân, doanh nghiệp, thời gian qua Agribank chi nhánh tỉnh Vĩnh Phúc luôn bám sát mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của địa phương để triển khai có hiệu quả các chính sách tín dụng giúp các hộ dân trên địa bàn được tiếp cận vốn vay để phát triển kinh tế. Trong năm 2024, Agribank chi nhánh tỉnh Vĩnh Phúc dự kiến nguồn vốn tăng trưởng từ 8 đến 10%, dư nợ tăng trưởng 10%, với tổng trên 19.000 khách hàng tiếp cận với nguồn vốn vay để phát triển khu vực nông nghiệp, nông thôn. Với những cái khó khăn cũng như là cái rủi ro trong cái hoạt động sản xuất kinh doanh trên cái lĩnh vực nông nghiệp thôn, thì chúng tôi luôn có những cái cơ chế chính sách làm sao hỗ trợ khách hàng khi gặp khó khăn. Đấy là những khách hàng khó khăn khách quan, ví dụ như là sẽ có tổ chức gia hạn, giãn hạn, rồi cơ cấu lại cái thời hạn trả nợ. Đấy, rồi cũng có những cái trường hợp có thể xem xét những cái trường hợp ưu đãi lãi suất, miễn giảm lãi suất để làm sao tháo gỡ những khó khăn trong cái quá trình sản xuất kinh doanh của khách hàng. Với những đóng góp cho sự phát triển và sự nghiệp đổi mới của tỉnh, Agribank chi nhánh tỉnh Vĩnh Phúc xác định sẽ tiếp tục đầu tư mạnh cho sự phát triển kinh tế của địa phương, đặc biệt là lĩnh vực tam nông. Giữ vững và phát huy thương hiệu Agribank chi nhánh tỉnh Vĩnh Phúc là ngân hàng đóng vai trò chủ lực trên thị trường tài chính, đồng hành cùng sự phát triển không ngừng của địa phương